Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Đó, như anh em đã nhìn thấy trên màn hình đấy. Đó là cái thế giới hardcore của tôi. Cái dòng chữ nó không còn là màu trắng, màu xám bình thường nữa kìa. Chuyển qua màu đỏ kìa. Căng không? Vào thôi anh em ơi. Quá ngầu, quá ngầu. Từ từ tôi check xem thử tôi đã tắt cái wiki đi chưa anh em ạ. Vì mình tắt wiki là mình nhảy khó đấy. Tôi vào game tôi nhảy nhảy tí, tôi check xem thử không sao. Đồ 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 đồ. Đấy. Anh em nhìn thấy cái đúng đồ ăn của tôi chưa? Ôi, nó hơi lag nha mà từ từ á. Tôi đứng một tí thì nó hết lag. Để check thử không nào. ES. À, có vẻ là mình tắt cái rồi đấy. Thì nó không ra cái dấu sắc rồi. Rồi. Nó còn bớt lag rồi đấy. Anh em thấy giáp của tôi chưa? Úi dồi ôi. Rồi. À. Ok anh em ạ. Chúng ta đi tiếp thôi anh em ạ. Hôm qua chúng ta dừng ở đây mà đúng không? Qua chúng ta đã gọi là khám phá khá, đi chu du cũng khá khá nơi. Sau đó thì chúng ta đã gặp một cái khu mà được tổng hợp của ba khu: đầm lầy, rừng xanh và rừng bình thường. Và đây chúng ta đã quyết định xây một cái nhà ở dưới một cái hang động, nhưng mà nó không phải là cái hang này. Hang này là hang mà tôi đi kiếm khoáng sản thôi. Chúng ta cần phải đi kiếm tiếp anh ạ, bởi vì tôi thấy bạc của mình hơi ít. Tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục nên nên tiếp tục đi kiếm, cố gắng kiếm nhiều nhiều tí. Cái mới đầu nó hơi lag một tí thì anh em thông cảm nhé. Á, nhiều zombie. Tôi nghe nói. À, có nhện. Tôi nghe nói là trong chế độ hardcore là zombie nó còn đập được cả cửa nhá anh em nhá. Thì kiểu là zombie nó phá được cái cửa gỗ của mình để nó vào nhà mình ấy, ghê lắm. Ủa? Chết. Mình nhảy lên mình đập thì vài phát là chết thôi anh em ạ. Còn mình đứng mình chém thì nó lâu lắm. Anh em có nhạc hay không? Rồi cái gì đấy? What? Tôi không hiểu. Ôi, hai phát là chết anh zombie anh em ạ. À, từ từ cho tôi nhảy cái, tôi quên mất chưa nhảy chứ, chả hiểu. Một, hai, ba. Ok các bạn. Rồi. Đào tí sắt. Đây là lần đầu tiên mà tôi gọi nó là sắt luôn đây anh em ạ. Thằng này, thằng láo này. Đấy. Tôi không hiểu sao mà cái bọn trong này nó bắn cực nhanh anh em nhé. Hình như là skeleton có vẻ đúng như vậy anh em ạ. Đó, skeleton ở trong hardcore là nó bắn nhanh hơn. Nào, mày đánh đi. Rồi ôi, Reaper. Reaper ở trong hardcore là cực kỳ khỏe anh em nhé. Nếu mà anh em mà đứng gần con Reaper cái lúc nó đang chuẩn bị nổ mà đứng gần sát luôn ấy, thì kể cả là đồ của anh em có gọi là full giáp bạc nhá, anh em cũng đi bụi luôn. Full máu, full giáp bạc cũng đi bụi luôn anh em ạ. Căng lắm. Tôi xem thử trên mạng rồi, cực kỳ là đáng sợ luôn anh em ạ, anh em phải cẩn thận. Thế nên là nếu mà anh em có khiên ấy thì hardcore nó sẽ gọi là dễ thở đi rất là nhiều. Nếu mà anh em chơi hardcore thì anh em nên có cái khiên. Rồi. Nó có hơi tối anh em ơi, tôi đặt cái đuốc cho. Ôi chết ra. Đây, tôi đặt cái đuốc cho anh em sáng ấy. Rồi. Rồi, xong đào đi. À. Ôi. Mày bắn đi. Chết ngay anh em ạ. Nói chung là đồ ăn thì mình không thiếu. Tôi thật chứ nếu mà sinh tồn trong địa ngục mà cũng có nhiều đồ ăn thì tốt nhỉ. Mình toàn phải ăn cái súp nấm. Rộng nhờ. Vì sao cái nước ở đây trông là lạ sao nhỉ? À,
có vẻ là mình đang ở cái vùng đầm lầy đấy anh em, thế nên là cái nước thì trông nó hơi đục đục cái này. Zombie, zombie. Anh zombie, anh zombie. Đau không anh? Chấu phết đấy anh em ạ. Nếu mình cầm rìu mình mà mình mà thực hiện chuẩn thì chỉ cần hai cái hai phát rìu là nó chết anh em ạ. Thế nhưng mà nếu mà dùng kiếm mà mình mà cứ đứng yên mình chém thì phải đến 5 phát. Căng. Rồi anh em ạ. Mình cố gắng mình làm cho đồ của mình nó được lên hết thành đồ bạc anh em ạ. Có con nào đây không? Con rơi rồi anh em ạ. Thì được cái là bọn rơi trong này là nó kêu kêu vậy thôi chứ mà nó không có đánh mình anh em nhá. Kiểu là dù mình có làm gì nó nói thì nó không có đánh mình luôn. Kiểu con rơi dù phải trang trí thôi anh em ạ. Rồi. Ồ. Oh, cái chỗ này là mình từng đi qua rồi. Này cái chỗ này thì là cái chỗ nhà mình này quá. Hang động này là cái hang động mà nó thông các cái đường với nhau anh em ạ, khá là hay. Tôi nghe nói là bản 1.17 là có nhiều cái mới lắm. Thế nhưng mà mỗi tội là tôi tải lậu nên là tôi chưa gọi là, cho nên là họ chưa có lậu được bản mới. Buồn ghê. Khi nào mà có bản mới tôi chơi cho anh em xem. Em thông cảm, nhà tôi nghèo tôi còn không có tiền để tôi up cái máy tính lên này. Thế nên là anh em xem video trên YouTube thì nó hơi mờ mờ đấy. Rồi sẽ có tiền đáp rồi anh em ạ, yên tâm nhá, yên tâm. Rồi. Chung là bây giờ tham mình cũng có khá khá rồi. Tôi nghĩ là mình đã rất là thiếu bạc. Chúng ta nên tập trung vào khoản bạc anh em ạ. Nhưng mà tham cũng quan trọng không kém đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nên sau khi chúng ta có bạc bủng các thứ rồi chúng ta nên đến gọi là kim cương luôn anh em ạ. Ta nên tiến đến kim cương luôn mình bởi vì hardcore cũng khá là thốn. Mà cái nhà tôi cũng khá là đẹp anh em vậy. Không biết là mình có nên trang trí cho cái nhà thêm tí để trông cho nó đỡ gọi là thời xưa không. Nhà như vậy là để mình tránh được zombie ấy anh em. Bởi vì tôi nghe nói trong hardcore này là thỉnh thoảng là nó sẽ có những cái trận mưa. Nó giống kiểu mưa axit ấy anh em ạ. Thì nếu mà mình ở dưới hầm như vậy là mình sẽ không có bị làm sao. Đó. Hỏng rồi à. May quá là có mang cái grab này. May là cái lần này tôi có mang grab table. May đấy. Rồi. Ok. Tôi đá nhà mình hơi ít anh em ạ. Tôi nghĩ là mình nên đào thêm đá. Quái nào mình đào phát nó thông qua đây này. Trường cũng còn khá rộng anh em ạ. Để tôi đi tiếp nào. Con Reaper kìa. Ủa ôi. Chào anh. Anh không dọa được em đâu. Thật chứ mà tầm này trình của em ấy. Ủa ôi. Nổ đi. Rồi ôi. Anh em thấy sức mạnh của khiên chưa? Nếu mà tôi mà không có khiên là khả năng quả đấy là tôi đi bụi đấy anh em ạ. Khiên là cực kỳ khỏe anh em ạ. Rồi. À thực ra là anh em cũng có thể là không có khiên mà cũng sống được cái pha nhá. Đó là anh em núp sau một cái block gì ấy. Bởi vì là theo tôi nhớ là cái vụ nổ trong Minecraft là nếu mà nó mày bị chặn bởi một cái block gì ở phía trước ấy, thì kiểu là anh em đặt Ở giữa anh em và cái con Creeper một cái cục block ấy thì anh em sẽ được giảm đam đi khá khá đấy. Bởi vì kiểu là vụ nổ nó bị chắn bởi cái block đi ấy hả? Cũng khá là hay, khá thực tế nhỉ. Rồi. Khá nhiều đuốc. Ủa sao mà có đông Creeper thế? Đúng là hardcore anh em ạ. Thì bởi vì là hardcore thế nên là họ cứ phải để cho đông Creeper ấy. Thế này là game mình nó cố gắng để cho đông Creeper để cho nó ấy đấy. Để cho nó nguy hiểm đấy anh ạ. Bởi vì chỉ cần một phát mình sơ sẩy cái là Reaper là nó có thể nổ chết mình đấy, khỏe lắm. Đấy, còn mới dậy này. May là tôi có thấy cái tiếng của nó anh em ạ. Tôi đang tính đào đấy, may thế. Suýt toàn đấy. Nó nổ mất cái cục ấy của tôi rồi.
Nói chung là phản xạ của tôi bây giờ ấy, Faker phải gọi thần anh em ạ nhé. Rồi, tôi sẽ vừa đào hang động và gọi là đi trang trải một tí khoáng sản. Sau đó thì tôi sẽ thử... Ủa? Thằng này. Chết! Ba phát là chết rồi anh em ạ. Tôi không hiểu sao skeleton nó khỏe nhỉ? Ồ! Tôi cho nó tự bắn vào chính nó anh em ạ. Tránh xa em ra anh Enderman nhá. Nói chung là chúng ta không có muốn nhờn với anh Enderman trong này đâu anh em ạ. Rồi. Bây giờ thì anh em thích làm gì? Bây giờ thì tôi đang có khá nhiều dự tính nhưng mà tôi không biết là tôi nên làm cái gì trước. Thật. Thứ nhất là ở trong cái khu rừng này. Thì ở trong cái khu rừng xanh này anh em ạ. Nó có một cái, nó giống như kiểu là một cái mà trước nay tôi chưa từng đi bao giờ. Nó giống kiểu là cái kim tự tháp sa mạc ấy. Thì là cứ mỗi vùng là nó sẽ có một cái công trình tượng trưng ấy. Nhưng mà trước nay là tôi chưa có từng gặp cái công trình ở trong cái rừng xanh này cho anh em đúng không? Thì ở trong cái công trình ấy thì nó có một vài cái bẫy nó cũng khá là hay. Thì vậy thì nó có rương rủng các thứ, cũng hay lắm. Tôi không biết trong khu rừng của mình có không. Thì nói chung là tôi cũng khá là muốn thử đi tìm thử. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là trước tiên chúng ta nên xây cho cái nhà của chúng ta nó đẹp đẽ một tí anh em nhỉ. Nhà trông nó hơi kiểu là thời chiến quá. Úi dồi ôi, suýt tí nữa thì tôi liếc nhìn anh Enderman anh em ạ. Suýt tí nữa thì tôi gặp mắt anh Enderman. Suýt tí nữa thì tôi kiểu là mắt đối mắt ấy. Rồi. Mình có bao than rồi nhở? Chung là than mình có nhiều, có bạc nữa. Than nhiều quá nhở? Để tôi đào bạc anh em ạ, chủ yếu là mình cần bạc ấy. Cần bạc sau này mình còn làm đồ, nhiều đồ lắm. Mình còn làm cả cái đe mà, đúng không? Cái đe để mình còn ép đồ nữa mà. Anh Enderman nhảy. Luôn. Cẩn thận nào. Bây giờ đi lên đường nào anh em nhỏ. Có bạc kìa, từ từ tôi đào nốt tí bạc đã. Tối thế. Trông nó tự nhiên trong bóng đêm lại xuất hiện ra một con ma anh em nhỏ. Có ma không anh em? À nấm nhá. Tôi nhìn nấm nó làm tôi nhớ đến địa ngục. Rồi. Ui. Mẹ mày. Cứ dọa tao. Ủa. Hai con luôn anh ơi. Để tôi cho chúng nó sẽ bắn nhau anh em ạ. Thôi từ từ đã. Nó hỏng cái khiển của tôi mất. Từ từ cho tao ăn cái đó. Bắn đi. Úi dồi ôi. Sao mà chơi được với tôi. Ok. Tôi nghĩ là số than này mình đủ đấy anh em ạ. Sau này mà mình gọi là thích thì mình đi đào thêm. Ui sao đông thế. Hai thằng này nó cứ bắn nhau anh em ạ. Chết này. Rồi ôi, khiên khỏe lắm anh em ạ. Đó, chỉ cần một cục bạc là anh em có thể làm được cái gọi là một trong những cái thứ phòng thủ gọi là tuyệt vời nhất luôn ấy. Theo thấy là khiên nó còn có lợi hơn cả cái totem nhá. Đau. Theo cái kiểu là hầu hết là các tình huống là khiến nó đều có lợi hơn totem. Chỉ trừ một vài tình huống thôi. Thì nó giống kiểu là anh em bị con rồng nó hất lên trên ấy. Đó thì anh em phải cầm totem chứ. Chứ mà sao mà anh em cầm khiên để anh em tiếp đất được đúng không. Thì cầm totem thì khi anh em rơi xuống thì anh em còn sống được ấy. Đó.
trong một vài tình huống nhất định thì cái totem thì nó mới có lợi hơn cái khiên đấy. Còn lại là đa phần là tôi thấy khiên cực kỳ gọi là bá luôn, vừa dễ làm mà lại còn vừa bá nữa. Totem là mình không grab ở đâu chứ, totem là mình phải đi cái tòa mansion ấy thì mình mới có. Rồi. Bao nhiêu rồi? À chứ cũng nhiều than đấy anh em nhỉ. Cũng nhiều đấy, để tôi đi về anh em nhá. Tôi đi về anh em nhá, thì thật là tôi không có nhớ được đi về đâu. À đây, tôi có nhớ. Đây này. Tôi nhớ mình đi được này. Đúng không? Đúng rồi. Hơi lag tí anh em ạ, à. nó hơi bị giật giật một tí thì chắc là nó đang tải map ấy. Đây rồi. Chào em Lò Nung. Đi với anh nhá. Thế còn cái bếp than này thì mình phá cái bếp này ra thì mình sẽ không còn nhặt được cái bếp đâu anh em ạ. Thì nó sẽ phá thì nó tạo thành một cái cục than ấy. Đó. Kệ ơi đi, cứ để ở đấy cho đẹp anh em nhỉ. Đấy, chúng ta đi lên thôi. Đấy, đây rồi. Đường ra bên ngoài rồi. Về nhà rồi anh em ạ. À, đi ngủ. Chào em giường. Thịt quá. Vừa nãy là tôi có nhảy rồi đúng không? Ok. Ok. Ô, cái rương nó trở lại bình thường rồi này. Hết Christmas rồi. Hết Giáng sinh rồi. Buồn anh không? Tôi làm thêm tí là nụ thôi. Tôi có khá nhiều ấy nhở. Có bạc nữa này. Khá nhiều. Tôi làm tí lò nung, tôi nung ấy. Lò nung làm hai cái đi, làm thêm hai cái đi. chúng ta sẽ nung nào nhỉ, đặt vào đây đi. Đấy, thêm hai cái vào đây. Rồi. Thì đẹp không em ơi? Tách ra này. Tách ra nữa này, đó, 16 ấy. Đặt vào đây à. À. Cái này 16, thế cái này cũng 16 này. Những 16 này. Thế cái này 32 luôn à? Chắc làm thêm một cái lò nung nữa anh em ạ. Cho số đẹp. Rồi đây. Cái này ơi, nhầm. Ơi. Fail quá nhỉ. Ni. Tách một cái ra. Rồi. Cái này có 8 à? Từ từ nào, tách à. 8 này, 16 này. À. Rồi. Tính toán fail quá. Còn thừa 10 cái à? Thừa 10 cái thôi, làm thêm cái lò nữa. Rồi. Đặt đâu nhỉ? Đặt đâu cho dễ nhìn nhỉ? Đây. Đấy, nhà cực đẹp anh các bạn, nhà cực đẹp. Cho em xin tí than anh ạ. Chết chào rồi. Nếu mình mà cứ dùng than này thì phí than quá nhỉ? Mình mà cứ dùng than liên tục này thì phí than quá anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi nên lấy cái rêu. Chung là xung quanh đây thì chúng ta có rêu không ta? Tôi tìm thử xem xung quanh đây nó có biển không anh ạ. Vì nếu có biển thì mình sẽ có rêu. Có không ta? Này, cái này nó không phải biển đâu anh em ạ. Cái này là đầm lầy. Tôi không thấy cái rêu rồi, có vẻ là nó cái rêu ấy theo chỉ mọc ở biển thôi. Có vẻ là không được rồi, nếu vậy là mình cứ phải dùng than để mình làm cái nhiên liệu để mình đốt rồi. Ủa ơi, anh em có thấy con creeper nó lẩn trong cái đống cỏ màu xanh không? May là tôi mù, nhưng mà tôi vẫn đủ để thấy con chó này anh em ạ. Chết cha, tội quen miệng này, sorry anh em nhé. Của tôi. Nó nổ hỏng cái vùng của tôi rồi. Thiên nhiên của tôi. Ôi nó nổ phát ra tận 38 cục ấy luôn này. Thôi xin nhá. Trời ơi, thiên nhiên của tôi nó bị cho một cục ở đây, thốn quá. Đau tim anh em ạ, đau tim. Ok anh em ạ, tiếp theo thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải chúng ta gọi là trong lúc mà chúng ta đợi cái đống này nó nung xong thì chúng ta sẽ cùng thử đi vào trong cái khu mình có cái gì mà nung được không ta? Chết rồi. Sao ấy? Bị lag à? À,
Hình như là do tôi đặt cái lò nung ở đây cho nên là nó không có ấy nữa này. Nên là mình không có mở được cái rương ra anh em ạ. Rồi, thế tôi đặt cái lò nung lên trên này đi. Rồi. Không còn cái cũng hết đồ nung rồi. Ok. Chúng ta đi tìm chó để nó thu phục chó em nhá. Tìm chó nào. Mà trước là cái khu rừng mà mình tìm thấy chó ở đâu ta? Hình như hướng này, đúng không? Nhớ là hình như hướng này anh em ạ. Tôi đi cái hướng này làm sao? Rồi. Swarm đẹp dậu ơi. Anh em thử nhìn đẹp không em ơi? Một nửa là của vùng đầm lầy và một nửa là của vùng rừng xanh, đẹp không em? Tôi thấy cái cây này quá đẹp luôn anh em ạ, quá đẹp. Quá xịn. Kìa rồi, tôi thấy cái vùng tuyết kia rồi, cái vùng tuyết kia chính là mình nhờ cái này mình trèo lên được đấy anh em ạ. Hay không? Quá đâu. Rồi. Ở đâu ấy nhỉ? Mấy cái vùng cây mấy cái vùng cây đấy gọi là cây sồi anh em ạ. Mấy vùng cây sồi đâu ấy nhỉ? Hình như được này anh em ạ. Tôi tìm chó. Đấy. Tôi sắp có con chó đầu tiên anh em ạ. Tôi đặt tên nó là gì nhỉ? Tôi đặt tên nó là Creeper à? À không không. Hoa hướng dương. Cái gì đây? Mực anh em ạ. À mực mực, ok. Ủa, hang động sâu thế. Hồi trước mình đi cái vùng nào mình tìm được nó anh em nhỉ? Trước mình đi cái vùng nào có chó nhỉ? Kia rồi. Ủa sao con ngựa trắng đẹp thế. Này, này mà mình mà có cái yên ngựa mình cưỡi tốt nhỉ? Xinh thế. Xinh nhỉ cừu nhỉ? Nhỉ? One shot. Chỉ cần one shot đấy các bạn. Chó đâu rồi, chó đâu rồi? Tôi không biết là 10 cục xương thì nó đã ăn đủ chưa. Chẳng lẽ là 10 cục xương mà lại không đủ, đúng không? Cái vùng này có chó đây các bạn, nhưng mà tôi không biết chó ở đâu rồi. Chưa mà có đấy. Trước mà mình mới gặp bà đúng không? Ăn tí các bạn, đói quá. Gà ơi. Bạn thấy chó đâu không gà? Bi cơ. Tôi thấy nó có con ong kìa anh ạ. Đây này. Quái nào mà nó có con ong anh em ơi. Xung quanh đây nó có tổ ong à? Tôi vừa thấy nó có con bi ở đây mà. Có vẻ xung quanh đây nó có một cái tổ ong anh em ạ. Chó của tôi đâu ta? Chúng ta chỉ cần vài em chó. Tôi nghĩ là tôi cần 6-7 em. Ôi, anh chào em. Sương em này. Ăn không em này? Nói đấy. Đi theo anh em này. Chó tiếp kìa. Chào em. Anh chào em. Chưa chào rồi. Rồi, thành công rồi. Ê, chó tiếp này. Nó còn có 3 cái xương, tôi không biết là có đủ không. Chào em. Nó không ăn hạt giống anh em ạ. Ui, thành công. Thì hình như là mình cứ cho nó ăn xương, sau đó thì mình lại không cho nó ăn nữa anh em ạ. Rồi mình lại kiểu là mình cho nó ăn xương rồi mình chuyển qua cái vật phẩm khác ấy. Thì xong mình đổi lại cục xương thì mình sẽ thành công để mình thu phục nó anh em ạ. Khá là lạ. Nào chó, theo anh nào chó ơi. Con này đi đâu ấy? À ok. À đúng rồi, chúng ta nhuộm được chó anh em nhá. Này. À không. Chúng ta nhuộm được cái vòng để chúng ta đeo vào cho chó ấy đây này. Cái mực này nó là cái nhuộm đen anh em nhá. Đấy. Sau khi mà em có nhuộm đen này thì anh ấn vào con chó này. Đó, thế nên là giờ thì anh em thấy cái vòng của nó màu đen chưa? Từ từ tôi tìm cái màu khác tôi nhuộm cho con chó nữa. Chó ba con chó là ba màu khác nhau anh em nhỉ đó. Cái này là cái nhuộm xanh đó. Đây.
Chó xanh, chó đỏ và chó đen. Đi nào các em này. Gà. Chó nó có đánh gà không? Đó, thì nếu mà mình mà đánh con gì thì chó thì nó sẽ lao vào và nó đánh hộ mình nhá. Đây này anh em này. Chó vào với chó ơi. Đấy, đấy. Chó vào, chó lên chó ơi. Đúng rồi. Đấy. Đồng đội của tôi đây anh em. Thế này mà tôi vào rồng, tôi không còn sợ rồng nữa luôn anh em ạ. Các anh em chó lo hết. Quá tuyệt. Này mà gặp zombie zombie bụng nhà quá tuyệt đấy các bạn. Đi chó ơi. Tuyệt lắm. Một phát. À chó. Đấy. Phần còn lại là dành cho chó anh em ạ. Nếu mà đấy. Thế là bây giờ là với sức mạnh của tôi là một phát là chắc chắn là chết. Một phát là chắc chắn là chết lợn bò các thứ rồi. Bởi vì là đã có sự hỗ trợ của các baby chó. Tôi không biết là chó thì nó có bơi được qua đây không em? Để xem thử xem trình độ bơi của chúng nó nào. Bơi đi các em này. Bơi cũng lâu lắm anh em ạ. Trông kìa. Thế nhưng mà được cái là con chó này thì nó có một cái tương tác khá là hay. Đó là nó sẽ te le qua cái chỗ của mình anh em ạ. Đó. Thì nếu mà mình mà cách xa nó quá thì nó sẽ te le qua cái chỗ của mình. Đó. Khá là hay đúng không? Đi về đi ngủ thôi. Trời cũng vừa tối rồi. Chết chào rồi thế này thì... Nếu mà cứ sau mỗi lần như thế này thì tôi cứ phải đi tìm lại cái chỗ ấy của mình à. Thì cái chỗ nhà của mình tôi nghĩ là tôi cần phải có một cái gì tôi đánh dấu anh em ạ. Cần có một cái gì đó tôi đánh dấu cái nhà của mình lại. Lạc cái nhà của mình rồi này. Trời ơi. Đâu ấy nhở? Hình như là nó ở trong chỗ này ra tầm chỗ này. Chết cha rồi, chẳng lẽ là buổi tối hôm nay tôi phải ngủ ở ngoài này à? À đây này, đây là chỗ con creeper nổ này. Ok rồi. Chốc tôi sẽ tìm cách gì đó tôi đánh dấu cái này lại anh em ạ. Ai, chó đâu ấy? Sao chó nó không xuống với tôi à? Ai, bắn cừu. Chó đâu? Lên chó ấy. Rồi, giỏi lắm. Đuổi chó ấy. Lên chó ấy. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ đánh dấu cái chỗ này lại anh em ạ. Mình đánh dấu kiểu gì vậy? Đánh dấu kiểu gì nhỉ? Đây anh em ạ. Đấy, cực đẹp. Xong tôi sẽ thể hiện skill cho anh em xem. Đó, đây này. Tôi thể hiện skill cho anh em xem này. Đấy, skill đấy. Chỉ những pro mới làm được nhá anh em. What? Vì sao có chó đen này, what? À, chó bị ướt anh em ạ. Mày đừng có ăn của tao. Ăn đi, à. Chúng có ăn thịt anh em ạ. Chúng có ăn thịt thì sau đó chúng có sinh con. Chào em. Xem xinh thế. Xem nhỏ nhỏ em xinh thế. Đùa thôi anh em ạ. Tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ không có làm gì đó đâu. Ta là con người mà đúng không? Ta phải tốt chứ. Vẹt. Con vẹt này nó ăn cái gì ấy nhở? Hình như là nó ăn cái này, cái hạt này anh em ạ. Đây này. Đúng không? À đây. Tôi cho thử vẹt nó ăn. Vẹt ơi, có ăn không vẹt đây? Ăn đi. Nó không ăn à? Thế tôi cứ tưởng là nó ăn cái hạt đấy. Để tôi thử đi sâu vào trong này, tôi tìm thử xem là nó có cái... Có cái ấy không? Cái gì ấy nhở? Có cái... Là cái... Một... Tôi không biết cái đấy nó gọi là cái gì ấy, nhưng mà nó cũng giống như là một cái đền. Nhưng mà nó là một cái đền ở trong rừng xanh anh em ạ. Hay lắm. Nhưng mà thực ra mình đi cái này trước mình rất là sợ lạc anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi phải về đã. Và tôi nghĩ chúng ta phải nên tìm kim cương trước. Bởi vì chúng ta cũng không có nên phản quá đâu anh ạ. Hả? Thật. Vì chúng ta phản quá là chúng ta, là chúng ta toang đấy. Chỉ cần chết một mạng là mình đi bụi mà anh em.
Chết một mạng là xóa vua luôn ấy, bởi vì là mình chưa hardcore mà. Một mạng duy nhất, một mạng duy nhất. Ok các bạn, chúng ta sẽ thử đào xuống dưới để tìm kim cương em ạ. Phải tìm kim cương trước. Bạc bủng cái thứ đã. Tôi lấy bạc đã. Tốt quá, nhiều bạc. Rồi. Con chó nó bị ướt thì nó sẽ màu đen này anh em ạ. Hay vậy. Đấy. Có bạc rồi thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm mấy cuốc bạc đúng không? Cuốc bạc cần lắm. Gỗ đâu gỗ đâu hết rồi. Cất cái này này. Nên có một cái bow anh em ạ. Cung. Chưa làm được à? Bị thiếu gậy. Sau nhạc tôi nghe tôi bắt đầu ghê ghê các bạn. Thấy bắt đầu nhạc phải căng. Chắc là điểm báo chốc nữa mình xuống anh kia là mình sẽ bị sao đây anh em ạ. Cẩn thận. Chắc phải cực kỳ cẩn thận. Tôi có cái bầu này, tôi sẽ làm một cái quốc bạc. Quốc bạc rồi, kiếm à? Kiếm có rồi này. Được rồi, tôi sẽ làm cái rìu bạc anh em ạ, cái rìu bạc. Bởi vì là mình dùng rìu là mình vừa đánh được và mình vừa ấy được mà, vừa chặt cây luôn đúng không? Qua tiện rồi. Mà hơi nhiều đồ đúng không? Tôi cất vậy tí tí, thứ nhất là đồ ăn của mình cầm hơi nhiều này, mình không cần thiết phải cầm nhiều cái này đâu. Thế mình có một cái bow này. Bow này chắc là bow của thằng Skeleton ấy, nó chết rồi sau đó nó để rơi anh ạ. Bạc phải cất trên này này. Là thực ra cất thì trông nó mình chết thì mình cũng không có lấy lại được đâu. Cất cái này đi này. Than thì cầm hơi nhiều này, cất đi bằng này được rồi. Bằng cái than được rồi anh ạ. Cái gì đấy? Có chó đẩy tôi anh em ạ. Đây anh ạ, thì mình phải cho con chó nó ngồi nhá. Đó. Thì khi mình cho con chó ngồi này này thì nó sẽ không có te le theo mình nữa. Đó. Thế còn khi nó đứng thì nó sẽ te le theo mình đấy anh em. Nên là bây giờ mà tôi đào hang rộng thì tôi phải cho nó ngồi chứ không thì nó cứ te le theo mình nó nguy hiểm lắm. Ok các bạn. Đào thôi anh em ạ. Cần cần thêm đá này, chốc nữa là mình hết cuốc này mình còn tôi làm một cái cuốc đá luôn. Ok các bạn. Từ từ tôi uống nước cái đã, tôi nói nhiều tôi đau họng quá. Rồi, rồi. Nước ngon kinh khủng anh em ạ. Rồi, đào thôi, chúng ta đào đâu nhỉ? Đào đây đi. Chúng ta sẽ đào theo cái hình chéo này anh em ạ. Tôi không biết là mình chơi hardcore thì mình có được dùng tọa độ không anh em? Hardcore có nên dùng tọa độ không nhỉ? Không anh em ạ, không dùng tọa độ đi cho vui đúng không? Mình dùng tọa độ cũng quái gì, thử thách mà đúng không? Ngồi em ngồi xuống đi em ơi, ngồi xuống ngồi ngoan đợi anh nhá nhá, nào anh xong rồi anh lên, khổ thân, chắc là nhớ tôi lắm, hỏng cuốc rồi, mày có cuốc mới luôn này. Đây là cái sỏi đấy anh em, sỏi thì mình phải có cái xẻng. Nhưng mà tôi không có cái xẻng mà thực ra mình đào tay cũng được. Thì kiểu gì nó cũng khá là mềm. Nó giống như cái cục đất ấy, khá là mềm. Đào tay cũng được đúng không? Rồi. Nãy là tôi có thấy than, than này. Nhưng mà thôi kệ thì mình giàu rồi. Mình đại gia bán than rồi thật. Có bạc thì tôi mới đào thôi đúng không? Cái gua này là tôi đã chơi cực kỳ cẩn thận, chơi cẩn thận hết mức có thể chứ không có như cái gua trước nữa. Chứ mà giống như cái tập mà tôi đi cái mansion là tôi toang lắm nè. Không có muốn đi cái mansion đâu. Sau này mà nếu mà mình mà có đến được cái đoạn mà đi cái mansion chắc là tôi phải chuẩn bị, gọi là chuẩn bị đến cả quá là nhiều. Kệ đi ạ. Đừng nghĩ tới lúc đó anh ạ, đừng nghĩ tới lúc đó. Đấy, cứ đào con này thôi. Rồi, cố gắng. Ok. Ngồi xuống em mày. Rồi. Đó. Nếu mà mình mà đi xa quá thì nó sẽ bị như vậy đây anh em.
Tôi nhớ là nó còn một con nữa, một con màu đỏ ấy. Ở đâu hình như là còn một con màu đen đúng không? Thì là con màu đỏ là nó đang ở trong nhà mình rồi mà, thì mình cho nó ngồi rồi nhỉ. Nó còn một con màu đen anh ạ. Một con màu đen chắc là chốc nữa thì nó cũng sẽ te le xuống cho tôi thôi hả? Chúng ta có cái Flynn rồi đấy. Flynn là mình làm được cái đánh lửa đấy. Là mình làm được đánh lửa thì khi nào mà tôi có cơ hội tôi sẽ làm cho anh em xem cái đấy, nó hay lắm. Thì mình có cái đánh lửa là mình có thể nướng thịt luôn được mà chả cần phải mất ấy cơ, hay lắm. Chả cần phải mất than để nung cơ, hay lắm. Khá là hay. Sao mà nó cao thế, đào mãi mà chưa tới đáy anh em ạ. Khá lâu. Tôi thật với anh em là cái thứ mà tôi sợ nhất khi mà tôi đào xuống này này, không phải là lava thôi anh em ạ, mà là một cái hang động ở trong lòng đất ấy. Bởi vì tôi không biết sao nhưng mà tôi rất là sợ những cái hang động ở trong lòng đất mà kiểu là nó không có cái lối thông đi lên trên bên ngoài ấy. Tôi không biết sao anh em ạ, nhưng mà kiểu cái tâm lý nó cứ sợ sợ hay cái đấy kiểu gì ấy, lạ lắm. Chứ mà tôi đi hang động bình thường thì tôi thấy nó cũng không gọi là quá đáng sợ đó. Nhưng mà chỉ riêng cái hang động ở dưới lòng đất thôi, lạ lắm, lạ lùng mà đúng không? Đấy, than này lâu nhỉ. Đây rồi, mình tới đáy luôn rồi, mình đào phát tới đáy luôn rồi anh em ạ. Đếm nhá, tầng 1 này, 2 này, 3 này, 3 rồi này, 4, 5. Ô, chào em. Không, làm tôi quên nữa rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, tầng 11 đây các bạn. Tầng 11 nhiều nữa, vậy thì mình phải đào ở đây chứ đúng không? Thì mình phải đứng ở tầng 10 mình đào chứ đúng không? Rồi, đào rộng ra nào. Đào rộng ra cả hai bên à? Thế hay là sao ta? Thôi rồi, từ từ á, tôi cứ đào rộng nó một tí ở đây đã, trông cho nó đẹp anh em ạ. Rồi, ok. Đuốc đuốc cũng hết đuốc rồi nhỉ. Đuốc rồi nhỉ, cắm cái đuốc ấy, đẹp chưa, đẹp chưa. Ok, làm cái cuốc đào tí hề. Rồi, rồi, game ok, game này. Rồi, đấy, bây giờ tôi sẽ đào kim cương em ạ. Đấy. Tôi nghĩ là phần này thì tôi sẽ bỏ qua anh em nhé. Tôi nghĩ là tôi sẽ tua cái đoạn này. Bởi vì là dù sao thì tôi cũng không có cái chuyện gì để nói. Chả lẽ cứ nói nhảm thì anh em cũng đau đầu đúng không? Nên tôi sẽ tua cái đoạn này anh em nhé. Nào mà tôi đào thấy kim cương thì tôi sẽ gặp anh em nhé. Tôi quay lại với anh em. Ok anh em nhé. U anh em ơi. U ôi. Hang động này. Đây là một cái hang động ở dưới lòng đất này. Vừa ấy tôi nhìn thấy nó có một cái thằng gì đó, nó cầm một cái gì đó nó khá phát sáng ở kia. Từ từ á, nhưng mà đây. Đây anh em ạ, đây à. Tôi đã tìm một thứ mà tôi thật sự cần rồi, bởi vì tôi thật là tôi không có gọi là cần kim cương cho lắm đâu, thật. Bởi vì hiện tại chưa cần kim cương cho lắm, tôi rất là cần cái redstone này này, tôi rất là cần cái redstone này luôn. Bởi vì là anh em biết sao không? Để chúng ta làm map đấy. Cái mục đích chính của tôi khi mà tôi xuống đây là để tìm cái redstone này đấy. Và cái mục đích phụ là tìm kim cương ấy, anh em ạ. Bởi vì là mình có cái redstone này là mình có thể làm được cái map ấy. Mình làm được cái map mà nó có cái định vị của mình ấy, thì mình ấn cái map của mình vào đây này đó. Sau này thì mình có đi đâu thì mình cứ dùng cái map ấy thì mình có thể quay lại được. Đó. Mà lại còn gặp cả cái ngọc lưu ly nữa, ngon nhở. Này sau này mình khảm đồ đấy, khá là ngon đây. Và tôi cũng vừa mới tìm thấy một cái hang động ở đây luôn chứ. Quá là tuyệt đấy các bạn. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa có thấy kim cương đâu anh em ạ, khó lắm. Rồi
Thì có một bạn là bạn bảo tôi là ở đây đấy thằng này, cái kia cái à thằng Skeleton đúng không? Đúng rồi, tôi nhìn thấy nó cầm cái cung này, tôi bắn nó cho anh em rồi. Để tôi bắn vào đầu nó cho anh em rồi. Đâu rồi? Đông quá anh em ạ. À, thích êm à. Đau không? Đau không? Đau không? Chả đau đúng không? Từ trốn anh em ạ. Ủa, nó nổ phát nó chết con Creeper kia. Ôi giời ơi. Đông nhở. Ha. Cái thằng Skeleton. Để tôi chém thằng Skeleton. Mày chết này. Thằng Skeleton. À. Phải giết thằng Skeleton chứ anh em ạ. Ha. Hai thằng ấy bắn nhau chứ hả? Rồi. Đào tí này các bạn. Rồi 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 rồi. Bắn nhện. Con nhện này nó là một trong những con mà nó rất là hài, tôi không hiểu lắm. Nó thỉnh thoảng nó sẽ đánh mình, nhưng thỉnh thoảng thì nó cứ đứng yên này nó hài lắm. Thì tôi cũng chả hiểu là khi nào thì nó mới đánh mình. Nhưng mà theo như tôi, theo tôi nghĩ là hình như là buổi đêm là nó sẽ đánh mình anh em, còn ban ngày là nó không đánh mình. Nếu mà như vậy thì có vẻ hiện tại là đang là ban ngày, đúng không? Thì có một bạn là bạn bảo với tôi là nếu mà mình mà đi mấy cái hang động ở dưới này, mình mà đi mấy cái hang động ở dưới tận đáy này này thì khả năng là mình tìm được cái ấy nó cao. Đau nhỉ? Thế quái nào mà cái cung của nó đã rơi đúng vào người đó rồi, thế nhưng mà nó không mất máu. Thì các bạn thế thì bạn bảo tôi là nếu mà tôi mới đi mấy cái hang động này thì khả năng tôi tìm được kim cương và tìm được mấy cái khoáng quý là nó khá là cao. Anh em có nhớ cái viên ngọc lục bảo mà mình chết đồ với bọn dân làng không? Tránh ra nào, con này. Tao nghe tiếng mày đấy, tao nghe tiếng mày đấy. Hình như là nó có cái lựa chọn là để mình chỉnh mà kiểu là nó có thông báo cái âm thanh. Ôi. Thì kiểu thì nó có một cái thì nó có một cái thông báo âm thanh nhỏ nhỏ ở cái góc bên tay phải đấy đúng không? Sao đông thế? May là giáp tôi cũng khá khá đấy anh ạ, thế nên là nó đập tôi chỉ mất có một trái tim thôi. May đấy. Nó có cái lựa chọn nào nhở? Cái lựa chọn video setting. Nó phải có một cái, tôi nhớ là nó có một cái. Thì nó có một cái gì đó mà kiểu đây thì nó làm nó hiện ra một cái thông báo gì ở đây này, như kiểu là có tiếng bước chân thế hay là có cái gì ở đây ấy, hả? Không biết là ở đâu. Thôi để nào tôi lên tôi xem thử đi. Chứ mà kiểu là mình cũng cần ức. À đây hát rồi, thế mà tôi nhìn nhầm thành 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 normal à. Có ấy không, có kim cương đấy không? Em chỉ cần kim cương. Em chỉ cần kim cương. Cho em một vài viên kim cương em mang về nhà em chơi này. Chả thấy có cái cục kim cương nào anh ạ. Sắp full đồ rồi. À, khá nhiều đuốc. Đào tía than cũng được. Đào tía bạc cũng được. Thì bạn ấy bảo với tôi là nếu mà mình mà ở lava ấy. Ô có vàng có vàng có vàng. Có vàng là cũng được anh ạ. Có vàng thì cũng ok. Cũng tạm. Vàng này là sau này mình làm táo vàng đấy. Cũng lợi lắm. Mà hoặc là mình vứt vàng cho bọn cướp trong địa ngục ấy cũng được lắm. Khá là ngon. Ui nhiều thế. Khi nào mà đào kim cương mà cũng nhiều cái này tốt. Rồi. Thì cái bạn kia thì bạn bảo với tôi là nếu mà tôi mở chỗ nào mà nó có dung nham ấy thì bạn bảo là xung quanh dung nham là khả năng cao là có lava. Tránh ra nào. Con nhện nó dậy này. Mày. Mày. Nhảy lên bổ một cái là chết luôn đi bụi. Ô. Hầm mỏ bỏ hoang anh em ơi. Mineshaft. Tuyệt quá. Hầm mỏ bỏ hoang. Tốt quá nhở. Ok anh em ạ. Thì
tập hôm nay cũng khá là dài rồi, tôi nghĩ là hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Sang buổi sau chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ cùng đi cái hầm mỏ bỏ hoang này xem thử xem nó có cái gì anh em ạ. Không biết là nó có trùng trước thì không. Hầm mỏ bỏ hoang chắc phải có một vài con zombie thủy tổ chứ đúng không? Kiểu là con zombie nó đã ở đây quá là lâu rồi và theo bị biến hóa. Đúng không? Buổi sau chúng ta cùng đi cái này nhá anh em. Nhưng mà trước tiên thì tôi phải tìm lại cái đường mà tôi về nhà đó. Tôi không muốn bị lạc đâu. Được cái đường mà tôi về nhà nhở. Ok anh em nhá. Thì chào tạm biệt anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy, tôi đánh dấu cái đường mà tôi về nhà thì xong buổi sau tôi không có bị quên đường anh em ạ. Hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye anh em. Ơi thằng này, tao cũng chào anh em ạ. Mày chắc là nó ghen, chắc là nó hỏi sao mày không chào tao à, chắc kiểu thế. À đây 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 đây, cái đường về nhà đây các bạn. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye anh em. Yêu anh em.